Nhiên, xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Clear Today và quý vị biết là chuyện gì xảy ra tại Hoa Kỳ vào ngày hôm nay. Nếu như mà quý vị mở truyền hình ra, mở báo chí ra đều biết rằng là cựu Tổng thống Donald Trump đã lãnh thêm ba cáo buộc mới trong cái cáo trạng liên quan đến tài liệu mật được đệ lên tòa ở Florida. Đây là bản tin lớn nhất vào ngày hôm nay và những cái thông tin chung quanh cái bản tin này Hương Giang sẽ lần lượt chia sẻ với quý vị và Hương Giang xin chào quý vị chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam Một do Hương Giang phụ trách chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ năm ngày 27 tháng 7 nhưng mà trước khi đi vào những cái bản những cái tin tức chính trị có một số bản tin nhỏ nhỏ Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị cả nhân Hương Giang cho đến tận ngày hôm nay Hương Giang vẫn chưa tin được là nữ danh ca ca sĩ nổi tiếng Sydney O'Connor đã qua đời vào ngày hôm qua ở cái độ tuổi 56 ngày hôm qua Hương Giang không có thời gian chia sẻ với quý vị à, cá nhân Hương Giang vẫn còn ngỡ ngơ bởi vì Hương Giang rất là thích cái giọng hát của à, uh, ca sĩ O'Connor nữ ca sĩ này nổi tiếng với cái đầu trọc và cái bài hát nổi tiếng nhất đó là Nothing Compared to You nhưng mà cái cuộc đời của à, uh, danh ca này cũng lắm lời bàn tán và cái điểm mà nổi bật nhất là bà là một trong những người đầu tiên đã lên lên án tố cáo những cái vụ lạm dụng tình dục ở trong nhà thờ và quý vị biết là cho đến giờ thì thân nhân của nữ ca sĩ này vẫn chưa có cho biết là nguyên nhân qua đời lý do qua đời nhưng mà cái độ tuổi năm sáu là cái độ tuổi mà được xem là vẫn còn rất là trẻ và đây là một mất mát lớn rất là lớn cho lệ làng âm nhạc của cả thế giới. Và bây giờ quay trở lại California, quý vị biết là nếu như mà quý vị theo dõi tin tức đó thì trong suốt thời gian vừa qua có thể nói là cả tháng vừa rồi. Nghe tin tức là toàn người rất là nhiều tin về người California trúng số. Trúng số cỡ vài trăm ngàn cho đến trúng số cỡ vài triệu hay là mới đây nhất là những cái à, cái giải độc đắc mà có con số lên cả tỷ bạc cũng những người may mắn cũng tại California. Và công ty sổ số, số California vào ngày hôm nay đã thông báo là mới đây đã có khoảng 8 người ở California và tất cả là đều ở miền Nam California tại quận Cam, quận Los Angeles và quận San Bernardino. 8 người này đã trúng số cao quý vị biết không vé số cao đó chứ không phải là những cái giải như là mega hay là như powerball mà vé cào tám người này đã trúng vé cào trị giá tổng trị giá là 13 triệu mỹ kim có người đã trúng 5 triệu tức là cao nhất của cái vé cào đó rồi trúng một triệu một triệu hai triệu cũng rất là nhiều và thực sự những cái tin tức như vậy nó nhỏ thôi nhưng mà thưa quý vị nó làm cho rất là nhiều người hào hứng. Và bây giờ chúng ta quay trở lại những gì đang xảy ra tại chính trường Hoa Kỳ. Nếu như ngày hôm qua Hương Nhân chia sẻ với quý vị là thượng nghị sĩ và lãnh đạo của Cộng hòa tại Thượng viện đó là ông Mitch McConnell đã có những giây phút rất là đáng sợ. Đó là trong cái buổi họp báo vào ngày hôm qua thì đang mở đầu cái phần đầu của bài phát biểu thì ông Mitch McConnell bỗng dưng đứng đờ người ra trong vòng 20 giây ông không nói được và sau đó quý vị còn nhớ là Hương Giang chia sẻ là một nữ thượng nghệ sĩ đã đến cầm tay ông hỏi là ông có ổn chứ và sau đó thì ông John Thun thượng nghệ sĩ uh, John Thun cũng đã hỏi là ông còn điều gì nào? cần nói nữa không hay là chúng ta vào bên trong và họ đã vào bên trong sau đó quý vị biết vào buổi chiều và cho đến buổi tối ngày hôm qua thì ông Mitch McConnell vẫn làm việc như bình thường, ông vẫn tham dự những sự kiện và tối ngày hôm qua và ngày hôm nay thì ông vẫn quay lại làm việc như bình thường và ông trấn an tất cả mọi người là tình hình sức khỏe của ông ổn nhưng mà thực sự trong nội bộ Cộng hòa tại Thượng viện họ đang bắt đầu có cái sự lo lắng về tình trạng sức khỏe lãnh đạo của họ. À, Mitch McConnell năm nay 81 tuổi nhưng mà trong năm nay đó quý vị biết là ông bị té Ông bị té ít nhất là 2 đến 3 lần Mà quý vị biết là một cái lần đầu tiên Hồi đầu năm đó à, Bị té khi tại một cái hoạt động gây quỹ Ở một khách sạn ở Washington DC Và khiến ông phải vào à, Quân y viện à, Reed Để điều trị trong đến hết mấy tuần Rồi sau đó Ông cũng đã bị té trên cái à, Thưa quý vị khi mà đi ra phi trường Và một lần Ông bị té ở Helensky, tức là khi mà ông đang công du ở nước ngoài. Và các tình trạng ngày hôm qua khi mà các chuyên viên về y tế đó họ zoom zoom in cái cái đoạn băng mà cho thấy là Mitch McConnell đứng cứng đờ người gọi là frozen đó hoặc là freezing đó, đứng cứng đờ người trong vòng 20 giây thì đã có nhiều cái phân tích người ta cho rằng có thể là ông đã bị cái ảnh hưởng tức là ông do bị mất nước do cái thời tiết nhiệt độ đang rất là cao À, có thể là đây một đây có thể là cái di chứng của bị stroke tức là giới chuyên viên thì họ phân tích họ phân tích nhìn vào băng hình thôi cho đến giờ tình trạng sức khỏe thực sự của ông Mitch McConnell vẫn còn được dự kín quý vị biết là cái tình trạng sức khỏe của ông Miss như vậy thì nó đang ngấm ngầm nó có một cái sự tranh đua ngấm ngầm giữa ba vị mà ba thượng nghị sĩ này ba thượng nghị sĩ cộng hòa người ta gọi là Three Johns the Three Johns tức là cả ba vị thượng nghị sĩ này đều có tên đầu là John đó là ông John Thun đó là ông um, John uh, Barasas và đó là ông John Corny Ở Texas Ba vị này đang có một cái sự tranh đua Ngấm ngầm Để có thể trở thành người Kế nhiệm Làm lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện Trong cái thời gian Những cái thời gian mà ông Mitch McConnell Ông nghỉ bệnh đó Thì quý vị biết là ông John Thune Đã nhảy vào thay thế Và thay thế cái vai trò Của ông Mitch McConnell Trước đây đó Thì Ông Mitch McConnell được nêu danh là một lãnh đạo cộng hòa mà không gọi là bất khả chiến bại đi, tức là không có ai mà ra uh, thách thức ông cả. Nhưng mà vào hương nhân nhớ là như là vào năm ngoái và năm ngoái thì phải thì ông uh, Rick Scott, thượng nghị sĩ cộng hòa từ Florida đã đứng ra thách thức cái vai trò lãnh đạo thượng viện của ông Mitch McConnell và ông Scott đã nhận được 10 phiếu cho đến bây giờ thì đồng minh của ông Mitch McConnell vào ngày hôm nay vẫn tuyên bố là sức khỏe của lãnh đạo Mitch McConnell vẫn ổn, không có gì phải lo lắng nhưng mà thực sự ngấm ngầm bên trong. Cộng hòa họ đang rất là lo lắng. Và cũng nhân tiện nói về Thượng viện, ngày hôm nay thì Thượng viện à, Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật chi tiêu cốc quốc phòng trị giá là 886 tỷ Mỹ Kim. Trong đó có tăng lương cho quân nhân hay là uh, nhân viên quốc phòng là 5,2%. Rồi trong đó có những khoản để đầu tư vào hypersonic, để đầu tư vào kỹ thuật phi cơ không người lái và để cải thiện uh, quốc phòng để đương đầu với Trung Quốc. Đó là cái dự luật mà được Thượng viện th uh, thông qua. Nhưng mà số phần của dự luật này cũng chưa biết đi đến đâu. Bởi vì chắc chắn khi mà chuyển xuống Hạ viện thì Hạ viện do Cộng hòa kiểm soát Hạ viện. Cộng hòa tại Hạ viện thì họ có cái cách nhìn khác hơn. Và chúng ta xem, chờ xem dự luật này sẽ đi đến đâu. Dự luật này là dự luật chi tiêu quốc phòng cho đến sang năm. Và ngày hôm qua và trong những ngày vừa qua thì Hương Nha có chia sẻ với quý vị cái phiên điều trần của Hunter Biden về cái thỏa thuận nhận tội của Hunter Biden. Mà bây giờ Hunter Biden trong cái phiên tòa mới đây diễn ra tại Delaware dưới à, dưới sự chủ trì của bà thẩm phán liên bang ở đó thì bà yêu cầu hai bên, hai bên cả Hunter Biden và công tố viên quay trở lại trong 30 ngày tới để hiểu đến, để sửa đổi cái thỏa thuận nhận tội này. Bởi vì theo bà những cái điều khoản ở trong thỏa thuận nhận tội này nó có một số nghi vấn chẳng hạn về bà đặt cái câu hỏi là về tình trạng miễn tố của Hunter Biden có phải là chỉ trong cái vụ tức là cái những cái cáo buộc liên quan đến thuế, cáo buộc tội tiểu hình liên quan đến thuế và uh, cái cáo buộc mà liên quan đến súng ống hay không hay là miễn tố được áp dụng cho cả những cái cáo buộc sau này bởi vì bộ tư pháp. Cụ thể ở đây là văn phòng ở à Biện lý Hoa Kỳ, ở Delaware, văn phòng của ông David Wise, thì họ cho biết, công tố cho biết là cái cuộc điều tra về Hunter Biden vẫn đang diễn ra, tức là có thể trong tương lai sẽ có những cái cáo buộc mới dành cho Hunter Biden. Và bà đặt câu hỏi này và công tố trả lời là miễn tố nó không có áp dụng cho những cái cáo buộc tương lai. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là theo bà, cái chương trình mà... À, những cái điều khoản về cái chương trình mà Hunter Biden phải tham gia để bộ tư pháp có thể là không có truy tố những cái cáo buộc về súng ống thì theo bà cái câu hỏi đặt ra là có hợp hiến hay không. Và cuối cái phiên điều trần đó thì Hunter Biden từ chỗ là nhận tội thì bây giờ không nhận tội nữa, nhưng mà quý vị biết cái tình trạng này nó có thể thay đổi nếu như mà luật sư của ông cùng với bên công tố viên họ đạt được họ đồng ý sửa đổi những cái điều khoản trong đó để đệ lên tòa trước cái thời hạn 30 ngày. Bây giờ cái lâu nay đó từ lúc mà những cái vấn đề của Hunter Biden được à, tiết lộ được công khai thì bên phía bảo thủ và giới à, cánh hữu đó thì họ có một cái thuyết à, lý thuyết mới đó là không sao cả, rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy là có những cái bằng chứng cho thấy là bộ tư pháp có ưu ái với hunter biden và bây giờ joe biden lâu nay ông không có biểu hiện bất cứ một cái thái độ nào ông chỉ bảo rằng là ông tự hào hãnh diện về con trai của mình và ông yêu con trai của mình và ông cũng không can thiệp với bộ tư pháp nhưng mà giới cực hữu thì họ cho rằng là chuyện đối với Joe Biden Joe Biden không có lên tiếng là phải rồi bởi vì cho cho dù Hunter Biden có bị truy tố, có bị kết án, có bị kết tội như thế nào đi chăng nữa thì Joe Biden vẫn có thể ân xá con trai của mình. Nhưng mà trong một cái cuộc họp báo vào ngày hôm nay thì à, tùy viên báo chí của tòa Bạch ốc đã dập tắt cái thuyết âm mưu này, dập tắt cái lý thuyết này khi được hỏi là liệu tổng thống Joe Biden có ân xá cho con trai của mình hay không? thì bà Jinpia, bà bảo rằng là không. bà nói một cách rất là thẳng thắn, bà bảo rằng là không, à, không, à, không có chuyện là có khả năng là tổng thống Joe Biden sẽ ân xá cho con trai của mình. và à, quý vị biết là như hương nhân nói là ông Joe Biden ông không có dấu hiệu là sẽ dự tính là sẽ ân xá cho con trai nhưng mà cái chuyện này nó cũng không có ngăn được là cảnh hữu họ tung tin thất thiệt như vậy hay là họ suy họ suy đoán uh, họ suy đào đoán, đoán như vậy Hunter Biden vào ngày hôm qua đã bước vào cái phiên điều trần này với một cái thỏa thuận nhận tội hai tội danh tiểu hình về thuế và tránh được truy tố với cái cáo buộc về súng ống nhưng mà bà Noreka thì như Hương Giang nói bà bảo là không có rubber stamp. Tức là bà nói bà không có phê chuẩn cái thỏa thuận này trả lại cho hai bên. Bởi vì các điều bà lo ngại về những cái điều khoản như Hương Giang vừa mới phân tích cho quý vị hay. Thì quý vị biết là bà yêu cầu là hai bên thương lượng làm rõ cái vai trò của tòa và đưa những cái điều khoản viết cho rõ đặc biệt là cái điều khoản về hạn chế phạm vi miễn tố mà như Hương Giang cũng vừa vừa mới chia sẻ với quý vị và à, bà Noreka thì được ông Donald Trump bổ nhiệm và à, quý vị biết thực ra đó báo chí Mỹ thì họ thường hay nhắc đến cái vấn đề này nhưng mà thực ra ai bổ nhiệm nó không có quan trọng trong những cái vấn đề à, như vậy và nói gì thì nói Cộng hòa họ vẫn rất là phấn khích bởi vì họ cho rằng là Hunter Biden và đặc biệt là cái cuộc điều tra Hunter Biden con trai của tổng thống có thể là sẽ giúp họ tấn công vào cái đối tượng trực tiếp đối tượng mà thực sự gọi là đối thủ của họ thì đúng hơn đó là ông Joe Biden. Và bây giờ quay trở lại bản tin lớn nhất vào ngày hôm nay. Đó là ông Donald Trump lãnh thêm ba cái cáo buộc hình sự mới nữa. Và quý vị biết là ba cái cáo buộc này là ba cái cáo buộc gì bây giờ chúng ta chúng ta được biết nào là vào tháng trước văn phòng công tố viên đặc biệt đã đệ một cái cáo trạng 37 tội danh hình sự chống lại ông Donald Trump và chống lại Walter Nota là phụ tá riêng của ông Donald Trump và trong cái bản cáo trạng này thì Donald Trump dính tới là 31 cáo buộc liên quan đến tức là cáo buộc nằm trong cái đạo luật chấm gián điệp nó liên quan đến là cất giữ sai trái tài liệu mật quốc bí mật an ninh quốc phòng đem về cất giữ riêng và ngoài ra ông còn dính thêm 6 cái cáo buộc nữa và 6 cái cáo buộc này cũng là những cái cáo buộc mà Guano ta dính đó là những cái cáo buộc là cản trở các nhà điều tra cản trở cái nỗ lực thu hồi lại tài liệu của chính phủ rồi À, còn những cái cáo buộc là khai mang nữa và đó là những cái cáo buộc bây giờ đó cái cái cáo trạng này 37 bảy tội danh thì lâu nay chúng ta biết là cho mặc dù ông Jack Smith đã đệ cáo trạng lên tòa và đã có cái phiên buộc tội tức là thủ tục tố tụng vẫn đang diễn ra và bây giờ hai bên đang ở trong cái giai đoạn là discovery tức là trao đổi chứng cớ trao đổi thông tin tài liệu và bây giờ tòa thì đã ấn định cái ngày xét xử là 20 tháng 5 năm 2024 nhưng mà chúng ta biết là đại bồi thẩm đoàn của ông Jack Smith tại Florida họ vẫn làm việc kể từ đó kể từ khi có cáo trạng cho đến bây giờ điều này nó đặt ra một cái câu hỏi là liệu Jack Smith có bổ sung thêm những cái cáo buộc mới hay không? Jack Smith có bổ sung thêm bị cáo mới hay không? Và ngày hôm nay chúng ta có câu trả lời cho hai vấn đề này. Yes và yes. Tức là Jack Smith đã đệ lên tòa một cái cáo trạng mới để thay thế cho cáo trạng cũ. Và cáo trạng mới này thì ông Donald Trump bây giờ tổng cộng dính 40 cáo buộc hình sự dính 40 cáo buộc hình sự và ngoài ra còn có thêm một bị cáo nữa đó là Carlos de Oliveira. Ông này tí nữa Hương Giang sẽ quay trở lại. Đây là property manager của Malago. Bây giờ tí tí nữa Hương Giang sẽ quay trở lại với cái vấn đề này. Bây giờ quý vị biết là những cái cái cáo buộc mới này nó được tiết lộ trong cái cáo trạng thay thế như Hương Giang đã nói với quý vị rồi. Và cái công tố viên trong cái cáo trạng này họ cáo buộc là Guanota thì chúng ta biết rồi. Bây giờ thêm là The Oliveira nữa. Họ hai người này tìm cách xóa băng hình giám sát trong cái khu vực mà có nhà kho cất giữ những cái thùng tài liệu. Và quý vị biết là cái cáo trạng này cũng cáo buộc ông Donald Trump âm mưu xóa băng hình giám sát. Bây giờ quý vị biết là như vậy là Donald Trump bị Jack Smith bổ sung thêm ba cáo buộc mới nữa. Cáo buộc này là gì? Trong đó có hai tội danh cản trở, tức là trong đó có hai cái cáo buộc liên quan đến nỗ lực thay thế, phá hủy, cắt xén che dấu chứng cớ. Thứ hai là suối dục ai đó làm như vậy. Tức là hai cái tội danh này là gồm có là nó liên quan đến nỗ lực thay thế phá hủy các xéo à, hoặc che dấu chứng cớ và, và suối dục ai đó làm như vậy. Rồi một cái cáo buộc thứ ba nó thêm một tội danh nữa đó là tội danh thứ 32 quý vị biết là ông donald trump như hương giang nói từ đầu là ông donald trump trong cái bản cáo trạng gốc đó thì đối diện với 31 tội danh theo cái đạo luật chống gián điệp thì bây giờ cũng có thêm một tội danh mới nữa tổng cộng là 32 tội danh liên quan đến cái đạo luật chống gián điệp liên quan đến tài liệu an ninh quốc phòng được cựu tổng thống đã cho những người không có miễn trừ an ninh xem tại cái câu lạc bộ đánh golf ở Westminster, New Jersey. Nếu như quý vị nào không theo kịp hoặc là quý vị nào quên thì bây giờ Hương Nhân nhắc lại. Là quý vị biết là cái cuộc họp này nó diễn ra vào tháng 7 năm 2021. Cái cuộc họp này là có nhân viên của ông Donald Trump. Rồi có có nhân viên của ông Donald Trump và có à, hai tác giả hai cây viết mà viết một cái cuốn À, hồi ký cho Mark Meadow là động lý tòa bạch ốc cuối cùng của ông Donald Trump. Cái cuộc họp này được ghi âm lại thì có lẽ là quý vị đã biết cái bản tin này rồi. Và trong cái cuộc họp này thì ông Donald Trump đã khoe khoang về cái tài liệu mật mà ông đang có trong tay. Lý do tại sao? Lý do là trước đó một ký giả nổi tiếng của Washington Post thì phải, nhưng không có nhớ là bà là ký giả của Washington Post hay là của New York Times hình như New York Times thì đúng không bà đà, bà kể là cái câu chuyện là vào những ngày cuối nhiệm kỳ của ông Donald Trump thì tướng Mark Milley chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hoa Kỳ ông tỏ ra hết sức là lo lắng với cái tình trạng bất ổn của ông Donald Trump bởi vì Donald Trump chỉ chăm chăm tập trung vào cái việc đảo ngược kết quả bầu cử cho nên ông dặn ông dặn các uh, Chủ tịch tham mưu, tức là những cái tham mưu trưởng khác là có nếu mà nhận được bất cứ cái mệnh lệnh nào thì cũng phải báo cho ông biết những cái mệnh lệnh mà nó kỳ cục hay là nó kỳ lạ, hay thì cũng phải báo cho ông biết. Và Donald Trump rất là tức về cái câu, về cái câu chuyện này và câu chuyện này cũng cho rằng à, cáo buộc cái tình trạng bất ổn về tâm thần của ông Donald Trump, ông bực bội lắm. Cho nên trong cái buổi họp này, ông muốn chứng minh là không có phải ông mà Mark Mellis ông muốn chứng minh về cái điều đó và ông đã đưa ra cho nhân viên của mình và cho những người này tất cả những người tham gia cuộc họp đều không có cái miễn trừ an ninh và quý vị biết là cái, cái tài liệu mà ông khoe với những người này đó là tài liệu tại vì lúc đó Mark Mark và cái theo cái bài báo đó là Mark Milley ông rất là sợ ông Donald Trump khởi chiến Iran mà làm như vậy thì đây nó sẽ xa lầy và đây sẽ là một cái cuộc chiến mà không có lý do chính đáng nhưng mà Donald Trump thì muốn chứng minh lại là không phải ông muốn mà cái này là từ Mark Milley và ông đưa ra cái tài liệu ông bảo đây là tài liệu mật nhưng mà bây giờ tôi không có thể giải mật tức là tôi không có thể làm mất tính bí mật được nữa và trong cái tài liệu này là cái tài liệu nói về một cái kế hoạch quý vị biết là một cái kế hoạch của mỹ dự tính tấn công iran thực ra cái kế hoạch này chỉ là một cái kế hoạch được đưa lên phòng những cái trường hợp mà quý vị biết rồi về mặt quân sự thì à, những người ở trong giới quân sự hoặc là các tướng lãnh thì họ đều có những cái kế hoạch như vậy những cái kế hoạch này phòng những cái trường hợp khẩn cấp nhưng mà không có nghĩa rằng những cái kế hoạch này sẽ được thực hiện và ông Donald Trump đã đưa cái tài liệu này ra cho những người đó xem và đây là cái tài liệu thứ 32 mà Donald Trump dính tới cái đạo luật chống gián điệp. Nhưng mà quý vị còn nhớ là trong cái bản cáo trạng có nhắc đến là ông Donald Trump đã chia sẻ có một lần chia sẻ một cái bản đồ bí mật có thể là bản đồ quốc phòng một bản đồ bí mật của chính phủ Hoa Kỳ cho một nhân viên của ủy ban hành động chính trị của ông ta và như vậy thì chúng ta cũng có thể đoán được là chưa chắc đã kết thúc ở 32 tội danh về cái đạo luật chống gián điệp mà còn có thể có thêm tội danh nữa. Và à, quý vị biết là những cái cáo buộc này đó và cái bản cáo trạng thay thế mới được đưa ra giữa cái bối cảnh là vào ngày hôm nay toán luật sư biện hộ cho ông Donald Trump đã đến Washington DC và có một cuộc họp với ông Jack Smith và với các công tố viên của ông Jack Smith để bàn về cái lá thư mà ông Jack Smith thông báo cho ông Donald Trump là ông ta là mục tiêu của cuộc điều tra và trong đó cho thấy là cái dấu hiệu là Donald Trump có thể là sẽ lãnh những cái cáo trạng hình sự trong cái cuộc điều tra về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử và à, quý vị biết là cái nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử và bám víu quyền lực mà nó dẫn tới bạo động điện capital. Bây giờ những cái vấn đề mà pháp lý nó đang bủa vây nó đang bủa vây ông Donald Trump rất là nhiều. Bây giờ quý vị biết là theo cái cáo trạng đó, cái tài liệu, cái cáo trạng thay thế vào ngày hôm nay đó thì cái tài liệu mà ông Donald Trump đã cho những người xem tại Westminster vào tháng 7 năm 2021 là tài liệu trình bày liên quan đến hoạt động quân sự ở nước ngoài. Đó, đây là tài liệu quốc phòng tuyệt mật. Rồi bây giờ Donald Trump dính thêm hai cái cáo buộc nữa. Đó là cái cáo buộc là cản trở. Mà cản trở đây như hồi nãy Hương Giang nói, như Hương Giang nhắc lại đó là hai cái tội danh là hai cái tội danh thay thế phá hủy cắt xé hoặc là che giấu chứng cứ hoặc là xúi dục người khác làm như vậy. Đó là hai cáo buộc. Bây giờ hai cái cáo buộc này nó liên quan đến những cái vấn đề gì? Nó liên quan đến Ông Carlos de Oliveira Tôi nghe xin lỗi De Oliveira Ông này 56 tuổi Trước đó là làm nhân viên Valet tức là nhân viên đậu xe Cho Malago Nhưng mà bắt đầu từ tháng 1 Năm hai Thì ông chính thức được mướn làm Property Manager Tức là giám đốc Mà Property Manager cho Marago tức là giám đốc mà bảo dưỡng uh, maintenance đó, toàn bộ cái khu bất động sản này, cái khu nghỉ mát này. Và bây giờ ông này đó là ông là người mà có lẽ quý vị theo dõi tin tức của Hương Giang quý vị biết là trước đây Hương Giang cũng nhắc đến nhưng mà không có nói tên thôi, tức là nó cũng đã xuất hiện trong những cái bản tin trước đây rồi. À quý vị biết là người này đó ông này là ai? ông này như hương anh nói là ông được mướn vào làm property manager nhưng mà vào cái thời điểm then chốt tức là cái thời điểm mà đại bồi thẩm đoàn đã tống cái chát đòi tống cái chát đòi giao tài liệu đòi ông donald trump giao trả tài liệu cho chính phủ và trong cái giai đoạn đó đến tức là từ cái lúc đó cho đến lúc mà công tố viên hay là các nhà điều tra liên bang uh, Ở bộ tư pháp Họ xuống Malago Họ gặp gỡ luật sư của ông Donald Trump Để tìm thêm tài liệu Thứ nhất Đó là tại làm sao Tại vì The Olivera này đó Đã cùng với Warnota Đã bưng những cái thùng tài liệu Từ cái phòng kho di chuyển đi chỗ khác Họ không phải di chuyển một lần Mà họ bưng ra bưng vào Lý do tại sao? họ để tránh luật sư của ông Donald Trump khám xét lục xét. Họ làm như vậy, họ bưng ra bưng vào tổng cộng là 30 thùng, 30 hay 33 thùng tài liệu. Mà sau này chúng ta biết rõ là những cái thùng tài liệu này chất tầm lâm từ lưa ở ngay trong Malago, chất ở trong pha tài liệu mật có trong phòng ngủ cũng có có trong phòng tắm cũng có có trong phòng vệ sinh cũng có gần cái bồn cầu là từng chồng từng chồng tài liệu mà cái toilet đó là của toilet nó gần một cái ballroom mà nơi có rất là nhiều người qua lại giới ở bên ngoài những người ủng hộ ông Donald Trump thì cho rằng cái cuộc khám xét của của FBI vào ngày 8 tháng 8 tại tư dinh của một cựu tổng thống như vậy là cái điều không chấp nhận được gọi đây là một cái cuộc đột kích nhưng mà dần dần quý vị biết khi mà bên công tố viên họ tung ra những cái bức hình như vậy chúng ta mới thấy là kinh hoàng tức là người này một cựu tổng thống một cựu tổng thống đã xem thường những cái bí mật quốc gia như thế nào và đây là điều không thể chấp nhận được bây giờ quay lại ông Carlos The Olivera này dính tới việc là hỗ trợ Wanota bưng những cái thùng tài liệu đó đi ra đi vào bây giờ ông này đó ông còn gì nữa quý vị biết không ông đã gọi ông đã đến gặp thì đúng hơn ông đã đến gặp giám đốc it của maalago để hỏi về là bây giờ cái hệ thống mà camera quay hình giám sát như vậy hoạt động như thế nào, lưu trữ ra làm sao, có trong vòng bao lâu. Bây giờ diễn biến cụ thể là như thế nào trong cái cáo trạng nó ghi cũng rất là cụ thể. Tức là hồi tháng quý vị biết đó là hồi vào khoảng tháng vào khoảng tháng 6 đó, hồi tháng 6 năm 2022. Tại vì Wanota là tùy tùng riêng của ông Donald Trump cho nên Donald Trump đi đâu thì Wanota cũng đi theo. Và lúc đó cái khoảng thời gian đó thì ông Donald Trump đi qua Illinois thì trên nguyên tắc Wanota cũng đi qua Illinois nhưng mà water đi Nota đi qua bên đó nhưng mà ông ta giữa đường quay trở về lại Malago mà ông ta đưa ra nhiều lời giải thích khác nhau lý do tại sao mà mình quay trở về Malago quý vị phải nhớ có một cái điểm quan trọng vào lúc đó là bộ tư pháp đã tống ra một chát đòi yêu cầu Trump Organization phải giao cho họ những cái băng hình giám sát chung quanh cái khu vực mà nhà kho. Và Wonota đã quay trở lại và ông ta nhắn tin cho giám đốc. Ông ta nhắn tin cho giám đốc IT đó là Tavares Hỏi là Tavares cuối tuần tức là ngày 26, ngày 25 tháng 6 năm 2022 thì Juan quay trở lại Malago nhắn tin cho Tevaras hỏi là cuối tuần này có rảnh không có cần có chuyện cần bàn và quý vị biết là để Oliveira cũng nhắn tin cho Tevaras mà quý vị biết ông Tevaras giám đốc IT này đó ở trong cái cáo trạng được ghi danh là à được ghi danh tánh là nhân viên số 4 của ông Donald Trump gọi là Trump Employee 4 năm viên thứ tư thì the Oliveira nhắn tin cho Tevaras và bảo Tevaras là uh, ông có không tại vì Wanota cần gặp có chuyện cần bàn và quý vị biết khi mà Wanota quay trở lại Mà Malago thì cũng để Oliveira yêu cầu mọi người giữ bí mật cái việc mà Nota quay trở lại bây giờ và sau đó cả hai người này đến gặp Tavares họ đã nói gì Nhưng mà quý vị phải biết Là trước đó Nota đã gọi điện Cho một nhân viên khác Để hỏi về đồ. À, Ông Carlos de Oliveira Hỏi là Ông này như thế nào Là người ra làm sao có đáng tin cậy hay không Và cuối cùng nhận được xác nhận Là ông này là người trung thành Và sau đó thì ông Donald Trump Đã gọi cho de Oliveira Bảo rằng là ông sẽ chi trả cái chi phí luật sư cho ông này và quý vị biết là đây là một cái bài test và cái test này đã được xác minh tức là sau đó khi mà the Olivera được fbi thẩm vấn thì ông ta đã khai man tức là ông ta chứng tỏ cái lòng trung thành với ông donald trump mặc dù các nhân viên fbi đã đưa ra lời cảnh báo là họ có chứng cứ nhưng mà De Oliveira vẫn trung thành với ông Donald Trump. Bây giờ quay trở lại đội ông này cùng với Wanota đã đến gặp Tevaras và hỏi về những cái thông tin về hệ thống camera giám sát về băng hình lưu trữ như thế nào. Và quý vị biết là De Oliveira đã nói gì? Đã nói với Tevaras là ông boss Boss muốn, tức là ông chủ muốn là cái máy chủ tức là máy chủ lưu giữ những cái băng hình giám sát đó bị xóa thì Tevaras đã phản đối và ông ta bảo rằng ông ta không có quyền làm như vậy và để Oliveira đã hỏi vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì Tevaras bảo ông ta không biết phải làm gì nhưng mà nhấn nhấn mạnh ông ta không có thẩm quyền làm như vậy. Và cái điều này được tiết lộ trong cái cáo trạng, điều này cho thấy là Tevaras đã trở thành một nhân chứng của cái cuộc điều tra này. Và như vậy là bây giờ Bộ Tư pháp, ông Jack Smith đã có trong tay cái bằng chứng là Donald Trump âm mưu xóa băng hình giám sát như hồi nãy Hương Giang nói là cái nỗ lực thay thế, cái nỗ lực phá hủy, cái nỗ lực cắt xén hay là che dấu đó là một trong ba tội danh mới được uh, mới được uh, mới được đệ lên tòa bổ sung vào cái bản cáo trạng uh, mới à, bảo, bổ sung vào cái bản cáo trạng cũ và quý vị biết đối với de de olivera thì ông ta lãnh những cái cáo buộc về như hương nhân nói cũng như ông donald trump là cái tội cản trở uh, thay thế phá hủy các xén hay là che giấu những cái thông tin tài liệu, những cái hồ sơ và object tức là có thể là, là, bằng đồ vật. Cho đến giờ thì chúng ta chưa thấy luật sư của ông Donald Trump phản hồi. Chỉ thấy là Donald Trump tuyên bố là cái cáo buộc này ridiculous. À, còn phát ngôn nhân của ông Donald Trump thì cho rằng là đây là một cái cái nỗ lực tuyệt vọng nhằm quấy rối một cựu tổng thống Hoa Kỳ quý vị biết là với cái diễn biến này với cái cái cáo buộc mới thì các chuyên viên pháp lý ở bên ngoài cho rằng là nó quá vững chắc những cái chứng cứ đưa ra nó quá vững chắc và nó đập tan những cái lập luận biện hộ của ông donald trump mà lâu nay các luật sư đã công bố à, à, công tố viên đã tức là văn phòng ông jack smith vào ngày hôm nay họ cho biết là với những cái cáo buộc mới thì nó không có ảnh hưởng cái tiến trình của thủ tục tổ tụng hình sự nó không có ảnh hưởng đến cái à, ngày bắt đầu phiên tòa tức là theo ấn định là vào ngày 20 tháng 5 điều này cho thấy là bộ tư pháp cho đến giờ họ vẫn theo họ tuân theo cái phán quyết của cái quyết định của bà Aline Cannon tức là họ không có kháng án hay là họ họ không có khiếu nại nhưng mà như Hương Nhan nói với quý vị là Jack Smith ông có một lá bài thủ đó là cái cuộc điều tra về bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1, cái cuộc điều tra về nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử mà chúng ta có thể thấy là sắp sửa có cáo trạng mà ông Donald Trump thì rất là khó tránh khỏi. Và đây là một diễn biến mà nó sẽ tiếp tục có nó sẽ tiếp tục được phát triển cho nên Hương Giang sẽ tiếp tục cập, cập nhật đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng. Xin chào và xin hẹn gặp lại.